Xin chào quý anh chị và bạn quay trở lại với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản số tự động, bản hatchback cao nhất. Thì trong video này em xin phép cập nhật cho quý anh chị một vài mẫu xe i10 giá cực kỳ tốt để anh chị có thể sắm cho mình một chiếc xe để đón Tết 2024. Thì hiện tại i10 bên em còn một số màu như là màu đỏ và màu trắng, xe sản xuất 2023. Thì riêng màu đỏ này với em còn khoảng 3 chiếc với giá bán cực kỳ tốt, hỗ trợ cho quý khách hàng. Giá niêm yết của xe là 435 triệu và hiện tại đại lý Hyundai Bắc Ninh đang giảm cho quý khách hàng với chiếc xe này chỉ còn là 398 triệu. Vâng, giảm 37 triệu so với giá niêm yết và có tặng kèm phụ kiện cho quý anh chị, đó là phim kinh nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Phim thì bảo hành 5 năm, xe thì cũng được bảo hành 5 năm hoặc là 10 vạn km, điều kiện nào đến trước thì áp dụng trước. Xe này thì bên em sản xuất là tháng 12 năm 2023. Với giá lăn bánh của chiếc xe này tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì đâu đó rơi vào khoảng 444 triệu. Và quà tặng của xe i10 các phiên bản thì đều được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, hay còn gọi là bảo hiểm vật chất. Thì bảo hiểm này sẽ hỗ trợ như là đâm đụng va chạm này, bao gồm toàn thể xe, cọc nước thủy kích, và có hỗ trợ như là cháy nổ và mất cắp xe. Ở đây thì i10 bên em sẽ có những cái công nghệ nổi bật như là hệ thống cảm biến áp suất lốp, rồi hệ thống camera lùi hồng ngoại hỗ trợ, và có hai cảm biến lùi để anh chị có thể là lùi xe và đỗ xe trong không gian hẹp. Mức tiêu hao nhiên liệu của i10 rơi vào khoảng 6 lít ở đường kết hợp, đường trong đô thị là khoảng 7,6 lít và đường ngoài đô thị là 5 lít trên 100 km đó. Thì với mức tiêu hao nhiên liệu khá là hợp lý của động cơ, một chiếc động cơ 1.2 lít dẫn động với hộp số bánh răng AT4 cấp, i10 còn có thêm những cái điểm nhấn, đó là tay nắm cửa mạ chrome, cảm biến áp suất lốp cho cả 4 bánh, la răng thì với kích thước là 15 inch được phay cực kỳ là tỉ mỉ và thể thao, hệ thống đèn LED định vị ban ngày kèm cản trước được sơn bóng, rồi có hệ thống đèn pha cốt là đèn bi halogen, phản xạ đa hướng thì cho chùm sáng rất là rộng. Đèn gầm của xe thì là đèn halogen được chiếu qua thấu kính projector thì cho chùm sáng hội tụ thì giúp phá xương tốt hơn đó. Phần nội thất của xe thì với các tông màu như là ghế da đen chì đỏ này, rồi những cái hệ thống quạt gió được thiết kế bố tròn có chì đỏ thì tạo điểm nhấn thể thao, hệ thống đèn hồ start top, rồi màn hình giải trí trung tâm với kích thước là 8 inch, có tích hợp các công nghệ như là kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Hệ thống ga tự động Cruise Control cũng được trang bị cho i10 phiên bản hatchback, kèm theo các cái đàm thoại rảnh tay, rồi tính năng tăng giảm âm lượng cũng như là các nút chuyển kênh. Cần số thì được bọc da cẩn thận và cũng là chỉ đỏ tạo điểm nhấn thể thao. Đặc biệt i10 vừa vượt trội hơn các đối thủ khác bởi cái khoang nội thất, khoang hành khách rất là rộng, với độ ngả lưng ghế và thiết kế thể thao thì sẽ tạo cái cảm giác lái cực kỳ là tốt đó. Cùng đến với hàng ghế thứ hai của i10 thì cũng rất là rộng đó, với độ ngả lưng ghế tốt này, đặc biệt là có cửa gió điều hòa tích hợp cho hàng ghế phía sau và có cọc sạc, sẽ giúp cho quý hàng có thêm những cái sự trải nghiệm sạc được các cái thiết bị điện tử ngồi hàng ghế sau thì anh chị có thể giải trí và làm việc tại hàng ghế sau luôn. Em xin nói thêm về chương trình hỗ trợ trả góp. Thì i10 sẽ có chương trình hỗ trợ trả góp là tối đa đến 80% giá trị xe, thời gian vay là tối đa là 8 năm với mức lãi suất là khoảng 0,7
7% trên tháng. Ví dụ như anh chị vay 100 triệu thì lãi suất đâu đó khoảng 700.000. Với cái giá này 398 triệu cho chiếc xe sản xuất tháng 12 năm 2023 thì giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh trả góp thì anh chị chỉ cần đâu đó rơi vào khoảng 125 triệu thôi thì là có thể là lăn bánh được chiếc xe rồi. Vâng, chỉ với khoảng hơn 120 triệu để lăn bánh một chiếc xe chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024 thì anh chị hoàn toàn có thể gọi vào cái số điện thoại để ép giá em, và em sẽ báo giá chi tiết cho anh chị lăn bánh của i10 và hỗ trợ thủ tục đăng ký đăng kiểm. Chỉ sau khoảng 3 đến 5 ngày là anh chị có thể nhận được xe rồi. Vâng, em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.